Honda PCX160 chuẩn bị về Việt Nam có gì mới nổi trội? Thế hệ mới của dòng xe tay ga Honda PCX trang bị động cơ mới 160 phân khối đang rục rịch gia nhập thị trường xe máy Việt Nam, theo diện xe nhập khẩu từ Indonesia và dự kiến bắt đầu phân phối trong quý 2 năm 2021. Sau khi được mở bán tại quê nhà Nhật Bản và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thế hệ mới của dòng xe tay ga Honda PCX với nhiều đổi mới về công nghệ, động cơ, đang rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam. Trước đó, các thế hệ tiền nhiệm của PCX do Honda Việt Nam sản xuất, phân phối chính hãng. Phía Honda Việt Nam chưa đưa ra thông tin chính thức về sự xuất hiện của Honda PCX160 hoàn toàn mới. Tuy nhiên, theo thông tin, Honda PCX160 mới sẽ gia nhập thị trường Việt Nam theo hình thức xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, thông qua một đại lý xe máy không chính hãng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mới đây một đại diện phân phối xe đơn vị chuyên nhập khẩu, phân phối xe máy có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thế hệ mới của Honda PCX với tên gọi PCX160 hoàn toàn mới đang được công ty làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam. Dự kiến sẽ bắt đầu mở bán trong quý 2 năm 2021. Tương tự các thị trường khác trong khu vực, PCX160 dự kiến sẽ có 5 lựa chọn màu sắc gồm xám đen, đỏ đen, trắng đen, đỏ nâu, đen nâu gồm bản ABS và không ABS. Ngoài ra còn có phiên bản PCX-EHEV chỉ có lựa chọn màu trắng xanh. Honda PCX160 sở hữu những đường nét tương tự chiếc Honda PCX125 thế hệ mới nhất ra mắt thị trường châu Âu vào tháng 11 năm 2020. Trong đó, phần đầu xe mạnh mẽ hơn với những đường gân nổi, kết hợp cụm đèn pha LED, đèn hậu LED tạo dáng hình chữ X. Đáng chú ý, thay đổi lớn nhất trên PCX đến từ hệ thống động cơ. Cụ thể, Honda trang bị cho PCX160 động cơ SOHC 4 van với công nghệ ESP cộng cải tiến dung tích đạt tới 156,93 phân khối, sản sinh công suất lên đến 15,6 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 15 Nm tại 6.500 vòng trên phút. So với mẫu cũ đang bán tại Việt Nam, động cơ trên Honda PCX160 tăng thêm 2 van và dung tích lớn, vì vậy cho công suất lớn hơn 1,9 mã lực, lực kéo lớn 1,8 Nm. Ngoài ra Honda còn cho biết trên động cơ PCX160 họ đã thay đổi đường kính bướm ga để tăng hiệu suất buồng đốt. Cấu trúc bên trong ống xả cũng được điều chỉnh để phù hợp với các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt của thị trường châu Âu. Bản PCX-EHEV Hybrid thế hệ mới với hệ thống động cơ kết hợp giữa máy xăng SOHC 4 van, dung tích 156,1 phân khối với motor điện. Phiên bản này có hai lựa chọn chế độ lái, gồm chế độ bình thường D1 và chế độ thể thao S1. Giá bán Honda PCX-160 chưa được địa lý công bố. Tuy nhiên, sự xuất hiện của PCX-160 trong thời gian tới sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thêm lựa chọn mới trong phân khúc xe tay ga.